Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện công tác an ninh, tăng cường phòng chống mất cắp tại các cảng hàng không, sân bay. Sân bay Nội Bài chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không tại các khu vực đảo băng chuyển hành lý ký gửi đang khai thác, thống nhất trách nhiệm lắp bổ sung và có trách nhiệm quản lý khai thác hệ thống camera để bảo đảm an ninh hàng không và phòng chống mất cắp đối với hành lý ký gửi tại khu vực này. Tổng công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất tại các cảng để rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không trong quy trình phục vụ hành lý. Cục cũng yêu cầu bổ sung kịp thời những vị trí còn thiếu tầm quan sát bị che khuất, điểm mù, bảo đảm khu vực băng truyền hành lý ký gửi, khu vực phân loại hành lý ký gửi phải được kiểm soát và giám sát liên tục bằng camera giám sát an ninh hàng không hoặc do nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tiếp giám sát hoặc cả hai biện pháp theo quy định.